Nam ăn xài. Bà Nam ăn xài. Tell her she should act right. She just wanna talk about the time we had last night. The way she sucked my soul, it's a spiritual healing. Bitches sitting on my standby. Lock it in, 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 I know we both share a past of regrets and scars. Anh luôn mong một mai sẽ có em bên đời, mặc kệ bao giờ hay trong một thời gian trôi. Ta luôn tin tình yêu như giấc mơ tuyệt vời, chỉ cần có em luôn ở bên cạnh anh thôi. Những người trong nắng mai yêu kiều, thức tha trong nhẹ nhàng tình này ấm em. Anh nguyện luôn dang tay chờ che. If you see me calling, xin em không nhúc mày. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin lốp lên đây. Nói là không muốn gặp anh nữa, chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa. Sao ăn rồi thì có hức ăn chưa? Ăn chưa, nếu rồi thì đã nhớ ăn chưa. Nên đành chấp nhận nỗi đau cũng cần cho cả hai yêu thêm người sau tốt hơn. Cảm ơn anh vì ngày tháng qua, và cảm ơn anh vì đã để chúng mình xa. Để rồi mãi bước xa, ta vốn không thua. Chỉ có 10202. Không gặp vâng tục vâng tục. Cưng cũng không gặp tăng lực tăng lực. Vẫn cứ căng cực căng cực căng cực. But it's that midland, midland. Over the kadaka daka do do day. I know that eu vou bater uma ilha pra ela. Ilha pra ela. Fala, como é que eu não quero dinheiro? Eu já tenho uma riqueza que é você. Come on, 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 come on
sẽ tỉnh dậy anh lại thấy nhớ em, liệu rằng giờ này em có lỡ quên sợ chẳng gặp mặt sẽ trở nên lạnh nhạt hơn. Mỗi ngày anh đưa mi về em mỗi giây, nhiều khi hỏi anh lại chối đây, sợ một người sẽ tới đây mà mình về nhau cũng đã lâu mà chẳng ai dám nói thành câu, mình thừa nhau cũng đã lâu chẳng thể sống nếu thiếu đi nhau, vậy em ơi cứ nói ra để tình ta sẽ nở thành hoa, anh sẽ đưa em đến nơi mà chỉ có ta và lời ca này. Là vào chốn yên mình nắm gương này, là vào những giấc mơ khờ dại, giờ em chẳng còn sợ bóng đêm dài, vì anh sẽ bên cạnh mãi mãi, tình ta sẽ là đẹp nhất trên đời. Shake all she ties. Smile upon her face, me know she pleased with this eyes. Coming around to meet them, girl, I roll out them eyes.